xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Thanh. Ngày hôm nay là một số rất là đặc biệt. Số chúng ta sẽ ngồi lại uống trà và tâm sự. Số mà các bạn hỏi Si Thanh rất là nhiều, đó là tại sao chị không làm những clip về tâm sự và những clip kể thật về chị. Thì ngày hôm nay tháng 11, Si Thanh sẽ làm 11 điều về Si Thanh mà mọi người chưa biết. Đó chính là những câu hỏi mà các bạn đã gửi về Si Thanh và Si Thanh chọn lọc lại. Và ngày hôm nay Si Thanh sẽ trả lời hết tất tần tật những câu hỏi của các bạn. Bây giờ bắt đầu. Tên thật của Thanh đó chính là Nguyễn Thị Phương Thanh, có thị lót gọi là truyền thống. Tên Si Thanh là Si Thanh có từ hồi cấp 3, đó là chính xác là có từ năm lớp 11. Đó là một thầy giáo dạy văn của Si Thanh, thầy tên là Thảo. Thì cái thời đó ca sĩ Phương Thanh là chị Phương Thanh cực kỳ là nổi tiếng, chị Chanh. Thì Si Thanh là tên Phương Thanh, tên thiệt của Thanh là Phương Thanh. Thì bánh giò, bánh tiêu, bánh bao gì ở đây nhỉ trời. Thì Thanh cũng tên Phương Thanh, nên vô lớp tự nhiên cái thầy gọi là Sĩ Thanh, tức là thầy ghép của chữ ca sĩ và chữ Phương Thanh ra chữ Sĩ Thanh. Đó là lý do tại sao mà Sĩ Thanh của Sĩ Thanh là y ngắn và dấu ngã. Mọi người đừng bao giờ viết làm tên của Thanh là y dài dấu ngã nha. Sĩ Thanh y ngắn dấu ngã là tên của Thanh. Trước khi làm ca sĩ thì Thanh từng là một cô kiểm soát viên không lưu. Mọi người chắc không ngờ tới đâu ha. Để một người nhỏ bé như Thanh tại sao lại làm một nghề kinh khủng khiếp như vậy. Trời ơi, nghề đó là một cái nghề mà phải là đầu óc linh hoạt và nhanh nhạy kinh khủng lắm nha mọi người. Làm được là một kiểu sinh viên không lưu là thật sự là một người có năng lực và rất là giỏi. Dữ dội không? Là một người tiếng Anh cực kỳ là giỏi luôn. Si Thanh ngoại ngữ cũng khá là ổn đó. Tại vì nghề đó là một cái nghề mà mình phải sắp xếp, giống như là phải sắp xếp máy bay bay trên trời. Mình phải sắp xếp cho người ta hạ cánh và cất cánh và điều khiển luồng phân khối ở trên trời. Ở dưới đất mấy xe cộ chạy này nọ, nhưng mà ở trên trời máy bay không phải bay tán loạn được, phải bay theo đúng đường. Thì Thanh là những người phải cho nó đi theo một cái luồng và sắp xếp bậc bay cho nó, để cho nó không phải conflict, tức là không có đụng nhau. Là một người cực kỳ là phức tạp và rất là nhiều trách nhiệm. Nếu mà không và không được giảm sai lầm, tỷ giảm sai lầm thì hai máy bay có thể đụng nhau. Thì khi một tai nạn xảy ra thì không phải là thương vong một người mà rất nhiều người. Đó, mọi người hiểu được cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Chứ lý do tại sao mà Si Thanh quyết định từ bỏ, tại vì trách nhiệm nặng nề quá. Mà Si Thanh thực sự là không muốn mình bị quá áp lực, bỏ nó qua một bên. Mặc dù là tiền lương rất cao, tiền lương rất cao và rất ổn định. Số đầu của bạn của Thanh cũng thường thôi. 82, 57 và 89. Wow, đọc một cái thấy đồng hồ cát rồi phải mọi người. Đừng hỏi tại sao tướng Thanh đẹp như vậy. Người ta Thanh chăm tập lắm nha, tâm chăm yoga, tâm chăm chill lắm nha. Mọi người phải lên Instagram của Thanh sẽ biết Thanh chăm cỡ nào. Cái gì phải đổ mồ hôi công sức của vô thì nó mới có được kết quả tốt. Nhớ nha. Rất là nhiều cái để phải sợ. Sợ không có tiền nè, nghĩ đen trần tục luôn hả? Là không có tiền là không làm được gì hết. Mở mắt ra là tất cả là giống như là tiền phải bao quay mình, và mình phải làm việc thiệt là cực lực để mình có được những cái tiền để là mình chi tiêu mọi thứ. Tiền là cần thiết, nhưng Si Thanh không phải bị cuồng vì tiền. Là mình biết là công việc mình lê thân của mình đi làm việc thì mới có những cái đồng tiền chân chính, chứ không phải là Thanh phải là một người cuồng vì tiền, phải chạy theo đồng tiền. Đó là sự khác nhau đối với Thanh. Thì bây giờ nghĩ lúc nào Thanh cũng là người nghĩ xa hết. Nếu bây giờ mình một ngày mình không có tiền thì gia đình mình ai lo, gia đình mình ai nuôi, mẹ rồi tất cả anh em rồi cậu gì, nhà cửa. Đó là một nỗi sợ gần như là hàng ngày nó thôi thúc Si Thanh là phải mở mắt ra, mình phải làm việc, mình không dừng lại được. Và một cái ám ảnh từ nhỏ của Si Thanh nữa, đó là Si Thanh thật sự rất là sợ dọn nhà. Từ nhỏ tới lớn là phải dọn nhà rất là nhiều lần, tại vì nhà của Thanh là phải đi bán nhà xong rồi lại thuê nhà tán lạng luôn. Cho nên là mỗi lần dọn nhà là một cái nỗi khổ và khủng khiếp, tại nó rất rất rất
rất là nhiều thứ. Những ai mà trong hoàn cảnh như Sẽ Thanh và không có nhà như Sẽ Thanh từ nhỏ thì sẽ hiểu cái cảm giác mà mình phải dọn nhà, sắp tới là mình phải ở đâu, và cái mệt mỏi nhất là cái chuyện đi tìm nhà. Thì từ nhỏ lớn thì phải nói là Sẽ Thanh phải dọn nhà rất là nhiều lần, chắc phải 7-8 lần. Mà những cái lần đó thì toàn là Sĩ Thanh phải đứng ra mà Sĩ Thanh tự dọn nhà thôi. Tức là mẹ cũng bận rất nhiều, mà hồi xưa thì làm gì có dịch vụ mà dọn nhà được. Toàn là mình phải tự mua mấy cái bao bố, tự mua mấy cái bao bố mà bao gạo, xong mình nhét đồ của mình vô, rồi xong lại mướn mấy cái ba gác chất lên. Cái cảnh đó là phải nhớ lại, phải ứa nước mắt luôn, là cảm giác mình phải lại phải không có chỗ để mình ổn định, phải di chuyển tới chỗ này, di chuyển tới chỗ kia, là một cái nỗi ám ảnh cực kỳ, đến bây giờ Sĩ Thanh vẫn còn sợ. Phụ kiện thời trang cần phải có khi ra đường. Khi mà ra đường, Sĩ Thanh rất là thích kiểu chỉnh chu. Cái mà ra đường mà Sĩ Thanh không thiếu được đó chính là mắt kính. Cái đầu tiên Sĩ Thanh phải thích đã, thích làm đẹp cho bản thân và cũng thích làm đẹp cho người thân của mình. Rất là hay ngồi make up cho mẹ, make up cho dì ở nhà luôn. Quan trọng nữa là một phần nữa là khi mà Sĩ Thanh đi diễn, Sĩ Thanh cũng hay tự làm. Một phần quan trọng là đỡ tốn chi phí rất nhiều. Thứ hai nữa đó là khi mình make up là khuôn mặt của mình là người hiểu cái nét mặt của mình nhất, và mình phải tự test lên khuôn mặt mình để mình biết mình hợp với kiểu make up nào. Mình chính là cái người tự cứu lấy mình. Tại vì mọi người biết sao, khuôn mặt của Sĩ Thanh nhìn vậy thôi nhưng rất là dễ bị hại luôn. Trời ơi, rất là nhiều make up hại khuôn mặt, đánh mà không biết đánh là đánh mặt Sĩ Thanh già liền. Đánh một cái là nhìn già và nhìn cực kỳ là ác luôn. Cho nên Sĩ Thanh phải nằm lòng, mình phải biết make up và mình phải biết sửa những cái lỗi đó. Nhiều khi đi ra nhãn hàng hay là đi làm quay, người ta không cố ý, nhưng mà không phải người ta cố ý make up mình xấu, không ai muốn make up xấu hết. Chỉ là người ta chưa quen với cái nét mặt của mình thôi. Người ta làm cho mình già hay là ta làm mình xấu đi so với bình thường, mình sẽ biết cách chỉnh lại. Đó là lý do tại sao mà anh tìm tòi cái cách make up làm sao cho mình đẹp nhất có thể trong mắt mọi người. Lý do mà Thanh làm luôn kênh beauty này để hướng dẫn cho mọi người những cái tip và make up mà Sĩ Thanh đã đúc kết từ lúc còn rất nhỏ, từ lúc 9-10 tuổi đến bây giờ luôn. Nếu mà hai sản phẩm mà dùng đến cuối đời luôn, một bà lão 60 tuổi Sĩ Thanh từ đây thì cuối đời hai sản phẩm để dùng để làm đẹp thì Sĩ Thanh sẽ chọn son, không thể nào thiếu son. Và một sản phẩm nữa đó là mascara. Tại vì Sĩ Thanh có một bờ mi khá là đẹp, khá là dài, Sĩ Thanh sẽ dùng bờ mi đó để xinh đẹp tới cuối đời. Và hơn nữa, đó chính là Sĩ Thanh sẽ dùng mascara để đánh được luôn chân mày của mình luôn. Ghê chưa? Tức là hai sản phẩm thôi có thể làm đẹp hết khuôn mặt của mình, vừa đánh được mắt, mi và chân mày của mình luôn. Tuyệt vời. Để chính xác, kể chính xác cho mọi người nghe, thường Sĩ Thanh ra đường làm cái gì nha. Ngồi vô bàn make up cái, chuẩn bị ra đường cái là đánh dưỡng trước. Đánh dưỡng ẩm là đánh tẹt xong 15 giây, xong 15 giây nữa là kem chống nắng, là 30 giây rồi đúng không? Rồi cái chân mày, 45 giây nữa là xong cái chân mày, và 30 giây nữa xong cái môi ra đường luôn. Là nhiêu phút rồi mọi người? Ra đáp án luôn, 2 phút. Sẽ chỉ cần 2 phút để ra đường mỗi ngày nếu mà không đi quay nha. Thì công đoạn chỉ có nhiêu đó thôi. Quá tuyệt vời. Thanh thật sự mà hay mua đồ make up, Thanh là một người rất là nhiều việc, khá là bận, cho nên Thanh cũng ít khi đi ra ngoài mua. Mà Thanh hay order của các bạn mà hay mua ở nước ngoài về cho mình á. Nhưng mà cái đó thì nó hơi mất thời gian, với lại nó lỡ mua về nhầm hàng cho mình thì ôm luôn, không có đổi trả được. Sẽ anh hay mua hàng ở trên online mà sẽ anh chọn đó là Shopee. Mọi người biết Shopee đúng không? Cái bài hát là Shopee đó. Đó thì ở trên đó thì rất là nhiều, nói chung là sản phẩm thì bao la, tất cả các hàng hóa, đồ gì cũng có hết, mỹ phẩm cực kỳ luôn. Cực kỳ là thích shopping mà mua mỹ phẩm ở trên luôn. Mà cái quan trọng đó là tức là được đổi trả hàng chất lượng và được đổi trả, cái đó là cái điều mà Sanh thích nhất. Tại vì rất là nhiều lần cái kiểu mà mua online mà hàng về không như trên hình, cực kỳ tức,
tốn tiền và cực kỳ lập tức luôn. Nhưng mà cái này là người ta cho mình kiểm hàng xong mình có thể đổi trả được. Và một cái tin cực kỳ là hot mà Xanh muốn chia sẻ mọi người, đó là một đợt sale kinh khủng khiếp, là đợt sale lớn nhất trong năm luôn của Shopee dành cho những ai mua mỹ phẩm. Đó là sale tới 50% nha, tất cả các hàng mỹ phẩm luôn, và tặng voucher từ 50 tới 200 ngàn từng khung giờ. Và những cái hàng mỹ phẩm high end, những dòng mỹ phẩm đắt tiền á thì là đều là 499 ngàn, cực kỳ là hot luôn. Mà mọi người nhớ nha, mà Sang sẽ ngồi săn ngày đó. Có 6 sản phẩm mà Thanh đang mê từ bữa giờ mà Thanh sẽ chọn. Đó là một cái highlighter của Cover FX Ehangel Prof. Thì đây là một cái loại highlighter mà làm liquid, là dạng lỏng. Thì cái loại này Thanh sẽ chọn màu silver và màu bạc. Thì Thanh sẽ mix với lại cái kem nền của mình. Thì khi đánh lên kem nền nó sẽ trao cho ra hiệu ứng nó cực căng bóng. Thanh cực kỳ là mê highlight này, Thanh mê cái này lâu rồi, sẽ mua cái lại. Và sản phẩm thứ hai mà Thanh muốn mua đó là son kem lì của YSL. Đây là một cái sản phẩm mà Thanh thấy bán rất là nhiều rồi, cũng khá là hot. Và cái khả năng vượt trội nó là giữ màu tới 8 tiếng lận. Thanh chưa có cái son dạng này cho nên Thanh rất là muốn thử. Sau khi Thanh mua, Thanh sẽ review cho mọi người biết là son này có mua hơn đáng đồng tiền hay không nha. Rồi cái sản phẩm thứ ba mà tôi mê đó là set kẻ mắt của Stila Color Me Classics. Mọi người cũng biết cái hiệu mỹ phẩm của Stila mà đúng không? Đây là một cái hiệu mỹ phẩm của Mỹ thành lập năm 1994. Thì nó cực kỳ là nổi bật bởi những cái màu mắt của nó và những cái màu mắt kim tuyến của nó là cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là mê luôn. Mà mọi người phải lúc trước sao phải vất vả khó khăn đặt từ nước ngoài về, còn bây giờ thì rất là dễ dàng tiện lợi, đặt trên Shopee có ngay luôn. Thì cái set kẻ mắt này tại sao mà sẽ thanh me, tại vì nó cộng thêm một cái cây son liquid nữa, là một set của nó rất là tiện lợi, cho nên là me bữa giờ phải đặt ngay. Sản phẩm thứ tư tôi sẽ mua đó là bộ cọ Morphe 503 12 cây, rất là dễ thương, mà có cái túi nhỏ nhỏ để trong vùng đó, xong cái đó cầm sách đi du lịch quá tiện lợi luôn. Và Thanh cực kỳ là mê cọ, mọi người cũng biết Thanh có rất là nhiều bộ cọ, cọ đánh nền, cọ đánh khối, cọ đánh mắt. Cho nên là thấy những cái sản phẩm mà bộ cọ mà cái kiểu dáng đẹp rồi chất lượng cọ, Thanh không thể nào bỏ qua được, đặc biệt giảm giá rất nhiều. Sản phẩm thứ năm mà Thanh sẽ mua, sẽ đặt ngay, đó chính là kem nền kìm dầu của Fenty Beauty 200. Nếu như mọi người theo dõi kênh Beauty Blog của Thanh thì mọi người thấy Thanh mua rất là nhiều sản phẩm của chị Rihanna luôn. Thanh có highlight của chị Rihanna, có má hồng, có màu mắt, phần màu mắt của chị Rihanna. Nhưng Thanh chưa có kem nền, chưa xài thử nên kỳ này Thanh sẽ phải mua kem nền xài thử. Thanh nghe rất là nhiều feedback là cái kem nền kèm dầu cực kỳ là đỉnh. Nhưng mà cái điểm yếu của nó đó là do cái nền của nó lỏng, nhưng mà nó lại quá nhanh quá khô, cho nên là những ai không biết tán sẽ làm cho xuất hiện những cái vệt trên mặt của mình, nó sẽ tán cái nền, nó không có được đều. Cho nên là nhân tiện kỳ này được giảm giá sẽ mua thử luôn và review cho mọi người biết luôn. Và cái sản phẩm thứ 6 này là sản phẩm mà Thanh mê đắm rất là lâu, đó là bảng màu của Tarte. Là một cái bảng màu nàng tiên cá. Hồi kỳ đó sẽ Thanh đi sing thì sẽ Thanh đã đứng trong cái Sephora và Thanh ngắm rất là lâu cái bảng màu cực kỳ là đẹp. Nhưng mà lúc đó shopping hết tiền, bảng màu quá mắc không có mua, nên đóng bụng để đó. Như kỳ này sao anh phải mua cái bảng màu đó, cực kỳ đẹp. Cái bảng màu nó có cả bộ sưu tập về nàng tiên cá luôn, nó cả một cái. Nếu mọi người yêu thích cái bảng màu của Tarte á, hay là dòng mỹ phẩm của Tarte, thì nó sẽ mỗi mùa nó sẽ ra một cái bộ về một chủ đề nào đó. Thì cái bộ mà về nàng tiên cá nó có màu, cái vỏ hộp của nó rất là đẹp, và nó có cả những cái cọ để đánh khối, để đánh phấn, cả nó làm theo cái kiểu hình tiên cá màu hồng, màu xanh, màu tím, cực kỳ là đẹp. Kỳ này Thanh nhất quyết là phải đặt cái bộ này mới được và xài thử cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy đó là 6 cái sản phẩm mà Sĩ Thanh sẽ đặt. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau shopping cùng với Thanh. Xong, vậy là clip này là Sĩ Thanh đã trả lời 11 câu hỏi thật lòng moi móc tim gan ruột phèo phở, đã trả lời hết từng tật cái những gì mọi người chưa biết về Sĩ Thanh. Và hy vọng là mọi người sẽ thích clip này, cũng như đừng quên gửi những câu hỏi Sĩ Thanh nữa. Sĩ Thanh sẽ có những cái số để trả lòng như vậy nữa. Nếu như mọi người thích thì Sĩ Thanh sẽ làm. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Sĩ Thanh nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt, bye bye.